đòn á, đầu tư cái loa cạo kéo mini nhỏ nhỏ để trên đòn cho người ta hát được. Anh Duy đủ ta đi nhậu rồi, để anh Duy không hát, anh còn nợ em đi cho đủ bộ. Trời ơi. Đây, bây giờ hát nhạc remix đi. Remix mà không nghe nhạc sao hát trời. Lên. Bài anh muốn em sống sao. Chị phải đổi lại chứ. Em muốn anh sống sao. Đi ơi. Nghe à, bài hát này rất là cần em đó nghe à. Okay. Em lên đây em minh họa nè, mà bài này nhạc remix mà nhạc không có vô, mọi người không có nghe, không có sung. Thôi kệ nó đi, có được nhiều hát nhiều nha. Được không nè Long? Ok không nè? Long đứng lên nhảy nè. Không mà. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã
tự tra tấn buổi trưa trước khi mình hên quá mọi người chưa ăn, cho nên là hát giờ này là đúng rồi. Hy vọng là sau hai bài hát vừa rồi thì một lát nữa mọi người sẽ ăn uống thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì mọi người ơi, mọi người có thể chợp mắt một tí xíu để chúng ta dưỡng sức nè, lát nữa chúng ta vô chúng ta ăn nhiều nhiều cho nó ngon nè. Rồi, cảm ơn, xin trả lời video cho con. Ca sĩ hát hay luôn mà, xuất sắc quá đúng không cả nhà? Dạ. Bây giờ vợ hát rồi, không lẽ chồng không lên tặng bài? Trời ơi. Lên đi. Rồi,